Rồi là nói đầu tiên con Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người ha. Thì hôm nay mình có lên một cái hàng mai phối tượng. Cây này thì cái mai không cúc không nhị hoàng tuyết long, bông rất là đẹp và đọt rất là đỏ ha mọi người. Thì cây đang thành phẩm rất là đẹp. Mình xin được phục vụ với tất cả anh em yêu mai vàng ha. Đó, thì đây là cái mặt phía sau của cây. Đó. Cây đang thành phẩm ha mọi người. Đó. Thì đây là tượng mà lỗ chí thâm. Thấy không? Thì những cái cọng rễ dưới đây là rất là đẹp ha. Đó, mình sẽ tiến hành mình quay từ từ cho mọi người xem. Thì cây đang thành phẩm nha mọi người. Đó, khá là đẹp. Thì anh em nào yêu thích thì có thể lên giao lưu ha. Thì cây này nó được tạo tác rồi, nó đều cái cạnh ở trên này ha. Thì cây này là cái tượng rất là to, và cái chậu này là cái chậu chậu men tầm khoảng 35 lọt lòng ha. Hoàng Quyết Long đó. Rồi thì cây này nó cao quá mọi người, tại vì đây là nó nhỏ nhưng mà thật sự nó rất là đẹp ha. Tại vì tùy theo cái hàng đó, nó mình phối lại thì cái tay này nè, cái này là đặc điểm đặc biệt của cái tay là cái tay tượng là Hán đang cầm đó, thấy không, đang cầm một cái cọng rễ nè, nhìn nó rất là nghệ thuật ha. Đó. Thì ở mặt phía sau đây thì rễ nó nổi nè mọi người, đó đang mà xả cái miếng thì nó chạy xuống từ từ. Rồi mọi người thì tiếp theo đó là mình sẽ tiến hành mình đo chiều cao của cây ha. Cây này cao của khoảng tầm 20 nè, 40 nè, 60, tầm khoảng 70 ha. Thì cái này mình sẽ lắc ra nữa để làm một cái cành thì cây nó sẽ đẹp. Đó. Đi theo một cái chiều đó. Thì mình sẽ quay dài dòng thì cái tà ngang của nó mọi người thấy không? Họ kính nó chưa này. Đặc biệt là này khúc không nhị ha, bông rất là đẹp ha. Đổ chữ thâm này cũng rất là to. Cái hàng này mình phối tượng năm nay là năm thứ tư rồi ha mọi người. Nó rất là lâu, sẽ để xả miếng trắng này cũng mất 1 đến 2 năm rồi. Và đây là cọng rễ đẹp của cái điểm nhấn của cây nè. Đó, điểm nhấn của cây đây là cái tài nè, bốc nè mọi người. Tượng này thì nó dài, nó dài cũng khoảng tầm khoảng 30 á. Nếu mà từ chân bên này qua chân bên này 30, cao tầm khoảng 20 mấy, 22, 23, 24 gì đó. Đó. Rồi, thì đó là một số cái thông số mà mình gửi đến các bạn ha. Thì anh em nào yêu thích cây mai này thì có thể liên hệ qua số điện thoại mình sẽ để trên tiêu đề ha. Rất mong được nhận được sự mà ủng hộ của tất cả mọi người. Đó, rồi. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Anh em xem video nhớ cho một lượt thích cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh ha. Rất hân hạnh được phục vụ tất cả các bạn. Rồi, lần nữa con Nguyên xin gửi lời chào ha.